Xin chào tất cả các bạn. Thông thường thì nếu như chúng ta muốn sở hữu cho mình một chiếc smartphone vừa có thiết kế gọn đẹp vừa có cấu hình tương đối thì các bạn chỉ có một lựa chọn là những chiếc iPhone của Apple. Nhưng lần này Sony đã cho chúng ta thêm một lựa chọn nữa, đó là chiếc Sony Z3 Compact trên tay mình bây giờ. Như vậy thì với chiếc điện thoại này chúng ta sẽ xóa tan khái niệm rằng Compact hay Mini là một sự cắt giảm so với phiên bản gốc. Có thể nói Sony Z3 Compact là một bản rút gọn hoàn hảo và cao cấp của siêu phẩm Sony Z3. Điều đầu tiên cần nói đến đó chính là thiết kế của máy. Máy thừa hưởng cho mình thiết kế của dòng Xperia Z cao cấp khi sở hữu thiết kế nguyên khối với hai mặt kính cường lực ở cả mặt trước và mặt sau máy. Thân viền máy thì được thay bằng thân viền nhựa trong thay vì thân viền kim loại quen thuộc. Tuy nhiên thì Sony cũng cho biết là bốn cạnh của máy đã được tạo khối tách biệt so với lại các phần bên trong, vì vậy máy của chúng ta sẽ được ổn định hơn khi bị va đập. Và với cái chiều ngang chỉ vào khoảng 6,5cm thì máy cho chúng ta cảm giác cầm trên tay khá là thoải mái so với các dòng Xperia Z cao cấp với kích thước to đang có mặt trên thị trường. Máy trang bị cho mình khả năng kháng nước, kháng bụi theo tiêu chuẩn IP68, có nghĩa là ngang bằng với Sony Z3 và cao hơn cả Sony Z2. Các bạn có thể thoải mái sử dụng máy khi đi ngoài trời mưa hoặc là khi chúng ta chụp ảnh hoặc quay phim như bể bơi chẳng hạn. Máy trang bị cho mình một màn hình 4:6 inch với độ phân giải 1280x720. Tuy rằng không trang bị màn hình Full HD nhưng mà khi các bạn để máy ở góc nhìn quen thuộc bình thường thì máy vẫn cho hình ảnh khá là rõ nét và bắt mắt. Điều đáng tiếc đó là độ trung thực về màu sắc của máy thì vẫn còn kém so với lại các dòng smartphone cao cấp trên thị trường, và góc nhìn của máy thì vẫn còn hơi đuối so với lại các dòng smartphone cùng tầm giá. Nhưng mà bù lại thì Sony đã trang bị cho máy một độ sáng rất cao, cao hơn cả smartphone cao cấp có mặt trên thị trường. Vì vậy khi các bạn sử dụng máy ngoài trời nắng thì chúng ta vẫn rất là dễ chịu, dễ nhìn. Nói một chút về camera của máy thì có thể nói là camera của máy thừa hưởng hoàn toàn từ Sony Z3 khi cùng trang bị camera 20.7MP với cảm biến ánh sáng là 12.800 cho chúng ta những cái bức hình chụp tối rất là rõ nét và bắt mắt. Ngoài ra thì Sony cho chúng ta nhiều chế độ chụp ảnh để lựa chọn, như là chế độ chụp tự động cao cấp. Với chế độ này thì khi các bạn chụp ảnh thì máy sẽ tự tùy chỉnh tương ứng để cho chúng ta những cái bức hình đẹp. Tuy nhiên thì chế độ này thì chỉ sử dụng với camera có độ phân giải 8MP mà thôi. Và máy cũng cho chúng ta nhiều chế độ chụp ảnh, ví dụ như là chèn mặt vào ảnh để chúng ta có thể sử dụng đồng thời cả camera trước và camera sau của máy. Và các bạn cũng có thể sử dụng chức năng là time shift video, các bạn sẽ chọn cho mình cái khung đoạn trong cái đoạn clip của mình để áp dụng vào cái chế độ slow motion, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với lại camera khủng để cho ra những bức hình có thể nói là như những máy ảnh chuyên nghiệp với tính năng làm mờ phông nền chẳng hạn. Và đó là về camera của máy thì không có thể nói là không vấn đề bàn cãi. Và nếu như bạn nào quan tâm về camera trước để selfie thì xin nói luôn là camera trước của máy có độ phân giải là 20MP. Và một điểm đặc biệt trên thiết kế của chiếc Sony Z3 Compact này đó chính là loa của máy. Máy sở hữu tới hai loa ngoài và được đặt đối xứng phía trên và phía dưới máy. Vì vậy khi các bạn đặt máy ngang để chúng ta xem các video clip hoặc là các bạn chơi game thì máy cho cái âm thanh khá là trung thực và hiệu ứng âm thanh phải nói là rất ấn tượng. Mình sẽ làm một ví dụ cho các bạn xem. Khá ấn tượng đúng không ạ? Và máy trang bị cho mình cấu hình, mặc dù là chỉ sở hữu RAM 2GB so với lại RAM 3GB như là trên người anh tiền nhiệm, nhưng mà bù lại thì máy cũng sở hữu cho mình chip Snapdragon 801 với xung nhịp 2.5 từ Qualcomm. Như vậy với độ phân giải màn hình không quá cao mà lại sở hữu một cấu hình tương đối như thế thì có thể nói là khi các bạn chơi các game, thậm chí là khi các bạn chơi các game đồ họa cao như là Alpha 8 trên máy thì cũng không bị lắc hay là giật. Và có một điều là khi các bạn chơi các game nặng trong thời gian khoảng ngoài 20 phút thì máy hơi nóng, nhưng mà tuy nhiên thì không có cảm giác khó chịu lắm và vẫn còn mát chán so với lại Sony Z3. Máy chỉ sở hữu dung lượng pin tương đối chỉ vào khoảng 2600mAh, nhưng mà khi các bạn bởi vì máy sở hữu độ phân giải tương đối thấp cho nên là có thể nói là máy cho hiệu năng sử dụng pin khá là ấn tượng. Các bạn với mật độ sử dụng trung bình thì chúng ta có thể sử dụng máy khoảng 2 ngày, và khi các bạn xem video liên tục thì chúng ta có thể xem hơn 9 giờ đồng hồ, tức là cao hơn cả Sony Z2 và thấp hơn Sony Z3 một chút là khoảng 2 giờ đồng hồ mà thôi. Như vậy thì vừa rồi là một chút ý kiến cũng như là một chút thông tin riêng của mình dành cho các bạn về chiếc Sony Z3 Compact. Như vậy thì bây giờ thì ngoài những chiếc iPhone
quá quen thuộc rồi, thì các bạn đã có thêm cho mình một lựa chọn nữa từ Sony, một đại diện một chiếc điện thoại vừa có thiết kế gọn, cấu hình tương đối và ngoài ra đặc biệt là có khả năng chống nước nổi bật hơn iPhone rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video này.